Thưa quý vị, có một thực tế hiện nay thì cho thấy là tỷ lệ người mắc vô sinh hiếm muộn ở tại nước ta ngày càng có xu hướng gia tăng. Cũng theo Bộ Y tế thì Việt Nam hiện có khoảng 7,7% các cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn, tương đương với 1 triệu đôi. Và ước tính là có khoảng 50% các cặp vợ chồng vô sinh ở độ tuổi là dưới 30 tuổi. Đặc biệt là tỷ lệ vô sinh thứ phát, tức là vô sinh sau một lần có thai, đang có xu hướng nở rộ hơn so với mỗi năm. Hiện nay thì để giúp các bạn trẻ hiếm muộn có thêm được cơ hội để thực hiện cái thiên chức cao quý, thì nhiều biện pháp cũng đã được áp dụng, trong đó có biện pháp là IVF, tức là thụ tinh nhân tạo. Nuôi cấy phôi là một bước quan trọng trong việc sinh con bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Mục đích của việc nuôi cấy phôi là tạo điều kiện cho những người vô sinh hiếm muộn, qua đó có cơ hội có con từ chính tinh trùng của người bố và trứng của người mẹ. Đối với những trường hợp mang thai hộ, phôi thai được nuôi cấy được đặt vào và phát triển trong tử cung của người mang thai hộ mà đứa trẻ sinh ra không có liên quan gì về mặt di truyền đối với người mang thai hộ. Và trong chương trình Khỏe hơn, đẹp hơn ngày hôm nay, xin mời quý vị chúng ta hãy cùng gặp gỡ với chuyên gia để hiểu rõ hơn về quá trình nuôi cấy phôi. Nuôi cấy phôi là phương pháp tạo điều kiện cho những người vô sinh, hiếm muộn có cơ hội được có con từ chính những tinh trùng của bố và trứng của mẹ. Quá trình nuôi cấy phôi sẽ diễn ra trong thời gian từ 5 đến 6 ngày. Trứng sau khi được thụ tinh sẽ hình thành phôi và được nuôi cấy phôi trong một môi trường đặc biệt, tạo điều kiện tối ưu nhất có thể cho phôi phát triển. Bằng việc quan sát hình thái phôi dưới kính hiển vi, đảo ngược và bộ camera chuyên dụng có thể đánh giá hình thái, giai đoạn phát triển của phôi. Từ đó, dự đoán sự phát triển bất thường của những phôi có chất lượng kém là một trong những nguyên nhân chính gây ra thất bại làm tổ, sảy thai liên tiếp. Nuôi cấy phôi thụ tinh trong ống nghiệm cần được tiến hành trong môi trường nuôi cấy đặc biệt. Cùng với quá trình nuôi cấy phôi cần được thực hiện một cách chính xác và tỉ mỉ để đảm bảo tỷ lệ thành công cao khi được đưa vào cơ thể người phụ nữ. Kính thưa quý vị khán giả, tỷ lệ vô sinh hiếm muộn ngày càng gia tăng thì cái việc là thụ tinh trong ống nghiệm đó là một phương pháp mà được rất nhiều cặp vợ chồng lựa chọn. Thì trong đó nuôi cấy phôi đó là một cái giai đoạn yếu tố quyết định để có thể quyết định khả năng thành công trong việc thụ tinh trong ống nghiệm. Vậy thì nuôi cấy phôi là gì và có được làm thế nào để có được một phôi tốt? Và ngày hôm nay chúng ta sẽ được giải đáp tất cả những câu thắc mắc vừa rồi với sự trò chuyện cũng như là chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Duy Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Hiếm muộn và Y học giới tính Bệnh viện Đa khoa Hà Nội. Vâng, đầu tiên là xin cảm ơn bác sĩ đã nhận lời đồng ý chia sẻ và trò chuyện trong ngày hôm nay. Anh có thể gửi đến một bài chào tới khán giả. Xin chào MC, xin kính chào quý khán giả. Dạ thưa bác sĩ có thể giải thích thêm rõ hơn về cụm từ nuôi cấy phôi là gì và nó có ý nghĩa quan trọng như thế nào được không ạ? Cụm từ mà nuôi cấy phôi, tức là đó là một trong cái khâu rất là quan trọng trong cái quy trình làm thụ tinh trong ống nghiệm, hay ta còn gọi là IVF. Đó. Thế thì khi mà chúng tôi thực hiện lấy chọc hút trứng, lấy noãn ra bên ngoài, thế rồi lấy tinh trùng ra bên ngoài, lọc rửa tinh trùng, thì chúng tôi sẽ cho quả trứng và tinh trùng kết hợp với nhau, cho thụ tinh với nhau ở trong bên ngoài, ở trong phòng thí nghiệm. Thế thì sau khi thụ tinh trứng và tinh trùng thụ tinh với nhau để tạo thành một hợp tử, thì sau đấy chúng tôi sẽ nuôi cái hợp tử đó ở trong một cái tủ nuôi cấy. Thì cái tủ nuôi cấy đó có đảm bảo nhiệt độ, rồi khí, rồi dinh dưỡng để cho cái hợp tử đó phát triển thành một cái phôi thai. Thế thì hiện nay thì thường là chúng tôi sẽ nuôi cấy phôi ngày 2, ngày 3. Và bây giờ thì như ở trung tâm chúng tôi là gần như 100% chúng tôi đã nuôi cấy được phôi ngày 5 rồi. Tức là nuôi cấy phôi là quá trình tạo ra phôi thai trong một cái khâu, một quy trình của kỹ thuật làm thụ tinh ống nghiệm. Dạ vâng, vậy thì nuôi cấy phôi đóng vai trò quan trọng như thế nào trong sự thành công của giai đoạn là thụ tinh trong ống nghiệm ạ? Đó là cái vai trò tiên quyết. Bởi vì nếu như mà chúng ta nuôi cấy phôi mà không tốt hoặc không có phôi thì đương nhiên chúng ta sẽ không có cái phôi thai đó để chuyển vào trong cái tử cung này, vào trong dạ con của người phụ nữ, thì đương nhiên là quá trình thụ tinh ống nghiệm coi là thất bại. Dạ vâng, vậy thì quá trình nuôi cấy phôi diễn ra như thế nào và các cặp vợ chồng cần làm gì để có được một phôi tốt ạ? Như tôi vừa phân tích, sau khi trứng và tinh trùng cho kết hợp với nhau xong, thì cái việc mà nuôi cấy phôi được diễn ra hoàn toàn ở trong cái tủ nuôi cấy, ở trong phòng labo nuôi phôi của chúng tôi. Đó thì thông thường các bạn sẽ cho
trứng và tinh trùng kết hợp với nhau tạo thành một hợp tử bỏ vào tủ cấy, và sau 2 ngày hoặc sau 3 ngày chúng tôi sẽ kiểm tra phôi một lần xem cái phôi đó nó phát triển như thế nào. Từ trứng và tinh trùng kết hợp với nhau tạo thành một hợp tử, rồi hợp tử theo cấp số nhân, ngày thứ nhất sẽ tạo thành 2 tế bào, ngày thứ hai thành 4 tế bào, ngày thứ ba tạo thành 8 tế bào. Thế rồi ngày thứ năm thì từ một cái phôi nhiều cái tế bào đó nó phát triển thành một cái blastocyst hay là một cái phôi nang. Thì đó là cái quá trình nó, nếu như ở trong tử cung của người phụ nữ thì cái quá trình phân chia tế bào phôi đó được diễn ra ở trong vòi trứng của người phụ nữ. Thế thì thay vì nó phát triển ở trong vòi trứng của người phụ nữ thì chúng tôi cho phân chia và phát triển ở trong cái tủ cấy của người ở bên ngoài. Vợ chồng trước khi mà làm thụ tinh ống nghiệm thì cần được thăm khám đầy đủ toàn diện về chức năng sinh sản. Điều quan trọng là bác sĩ sẽ phải phân tích ra xem là cái mấu chốt của vợ chồng đó là vấn đề như thế nào. Thế rồi khi mà tạo thành trứng và lấy tinh trùng thì có kế hoạch để cho làm sao đó lấy được cái quả trứng tốt nhất, lấy được con tinh trùng tốt nhất. Ví dụ người đàn ông thì phải kiêng rượu, bia, thuốc lá, chất kích thích trong quá trình làm, và chúng tôi sẽ dùng các cái thuốc để hỗ trợ cho cải thiện cái số lượng và chất lượng tinh trùng. Thế rồi người phụ nữ cũng thế, đi ngủ sớm, ăn nhiều rau xanh, trái cây, các vi chất, rồi đi ngủ sớm tránh chết kích thích, và dùng tuân thủ theo phác đồ trong quá trình kích thích buồng trứng thì sẽ thu được cái quả trứng tốt và con tinh trùng tốt, và trứng và tinh trùng đều tốt thì đương nhiên là sẽ tạo ra cái phôi thai tốt. Phôi ngày 2 là phôi được nuôi 2 ngày kể từ khi thụ tinh giữa trứng và tinh trùng. Tuy nhiên, để tiên lượng chất lượng phôi rất khó, có những phôi hình thái đẹp chuyển không có thai, và ngược lại, phôi hình thái xấu chuyển lại có thể có thai. Tỷ lệ có thai chuyển phôi ngày 2 là từ 40-50%. Phôi ngày 5 là phôi được nuôi 5 ngày kể từ khi thụ tinh giữa trứng và tinh trùng. Sau nuôi 5 ngày, chỉ những phôi bản chất có chất lượng tốt trở nên mới phát triển đến ngày thứ 5. Còn những phôi yếu, chất lượng không tốt sẽ dừng lại không phát triển. Do chỉ chuyển phôi tốt nên tỷ lệ chuyển thai phôi 5 ngày từ 60-80%. Một số ưu điểm khi chuyển phôi ngày 5 như giảm nguy cơ đa thai, an toàn hơn khi xét nghiệm, di truyền tiền làm tổ bởi các phôi ngày 5 có hàng trăm tế bào để tiến hành sàng lọc sinh tiết để lựa chọn những phôi tốt, loại bỏ những phôi có bất thường về nhiễm sắc thể và tỷ lệ thành công sau chuyển phôi, an toàn hơn để đông lạnh phôi và dạ đông phôi. Dạ vâng, có một thông tin mà khán giả quan tâm, đó là nuôi phôi ngày 5 thì khả năng thành công nhiều hơn so với chuyển phôi ngày 2, ngày 3, đúng không ạ? Cái thông tin này thì hoàn toàn chính xác. Bởi vì phôi ngày 2 và phôi ngày 3 thì chúng tôi gọi là phôi dâu đó, còn phôi ngày 5 thì gọi là phôi nang. Thế thì bình thường ở trong tử cung của người phụ nữ ấy, thì nó cái phôi nó cũng phát triển ngày 2, ngày 3 rồi ngày 5. Thì nó cũng phải vượt qua các cái giai đoạn đó. Thế nếu như mà cái vượt qua cái giai đoạn mà từ ngày 2 lên ngày 3, rồi từ ngày 3 lên ngày 4 rồi lên ngày 5 thì chúng tôi đã làm thay cái giai đoạn đó ở bên ngoài rồi. Thay vì cái việc đấy, cái thai nó phải tự làm tổ rồi nó tự phát triển bước qua các cái bước giai đoạn ở trong tử cung thì chúng tôi đã làm thay cái việc đó. Nó giống như là tôi lấy ví dụ thế này, phôi dâu giống như là chúng ta gieo một cái mầm xuống dưới đất. Thế thì cái mầm đó nó phải nảy mầm và nó đâm chồi và nó phát triển lên thành một cái cây nhỏ. Thế còn phôi ngày 5 thì chúng ta mang hẳn cái cây chúng ta trồng xuống dưới đất. Thì cái sự phát triển và có thai của cái phôi ngày 5 nó cho cái tỷ lệ cao hơn rất nhiều. Dạ vâng, vậy thưa bác sĩ, là phương pháp này có đòi hỏi nhiều tiêu chí, nhiều yêu cầu hay không? Hay là bất kỳ ai cũng có thể thực hiện được ạ? Cái này thì hoàn toàn phụ thuộc vào cái trung tâm hỗ trợ sinh sản đó. Cái labo nuôi phôi có tốt hay không? Đó. Nếu như mà cái kỹ thuật của cái người làm phôi, đó là cái người mà bắt con tinh trùng rồi cố định quả trứng, tiêm vào trong quả trứng để cho nó thụ tinh, chúng tôi gọi là kỹ thuật ICSI. Thế rồi hệ thống tủ nuôi cấy phôi có tốt hay không thì nó đòi hỏi phụ thuộc rất nhiều. Và cái chuyện mà nuôi phôi ngày 3 hay phôi ngày 5 nó hoàn toàn phụ thuộc rất nhiều vào cái trung tâm hỗ trợ sinh sản, đặc biệt là cái phần labo nuôi phôi. Ai cũng có thể nuôi phôi được ngày 5, tuy nhiên là trung tâm đấy mới là cái trung tâm quyết định việc nuôi phôi được hay không.
Theo như tôi được biết thì không phải là lúc nào cũng nuôi cấy phôi cũng thành công. Vậy thì các cặp vợ chồng cần làm gì để mà có thể tăng khả năng thành công khi mà mình bắt đầu bước vào quá trình là thụ tinh trong ống nghiệm ạ? Thực ra khi đã làm thụ tinh ống nghiệm thì bắt buộc phải là nuôi cấy phôi. Không có phương pháp nào khác. Điều quan trọng là chúng ta sẽ nuôi cấy phôi ngày 2, ngày 3 hay là ngày 5 thôi. Đó, thì nếu mà chúng ta phụ thuộc vào cái tình trạng trứng và tinh trùng rồi cái trung tâm của chúng ta, nếu như một cái trung tâm mà người ta thống kê nuôi cái phôi từ ngày 3 lên ngày 5 mà đạt được 50% thì cái trung tâm đấy chấp nhận được. Đó, tôi ví dụ tôi có 10 cái phôi ngày 3 tôi nuôi lên ngày 5 tôi được khoảng 5 cái. Thì ok, trung tâm đấy chấp nhận được. Thế tuy nhiên thì chúng ta cũng phải phụ thuộc rất nhiều vào cái quả trứng của con tinh trùng của người của cặp vợ chồng hiếm muộn đó. Tôi lấy ví dụ như cái người đó ít trứng quá, chỉ được có 1 đến 2 quả trứng thôi. Người phụ nữ thì lại lớn tuổi thì cái chất lượng trứng nó kém quá. Thế rồi con tinh trùng của người đàn ông nó cũng quá lớn tuổi, tỷ lệ dị dạng cao. Thì khi mà đưa ra cái phôi nó phôi quá xấu hoặc cái phôi kém thì cái việc mà nuôi ngày 3 hay nuôi ngày 5 thì cũng phải hội chẩn lại để xem xét xem là đưa ra cái liệu pháp nào cho nó an toàn nhất. Để làm sao đó bệnh nhân vẫn có còn phôi để mà chuyển. Bởi vì nhiều khi là phôi xấu quá chúng ta nuôi, cố nuôi lên ngày 5, ngày 6 đôi khi không còn phôi để chuyển được. Vợ chồng có ý định làm để nuôi cái phôi, tức là có ý định làm thụ tinh trong ống nghiệm. Đấy, thì muốn có kết quả làm thụ tinh ống nghiệm tốt thì cái việc đầu tiên chúng ta phải thăm khám đúng. Thăm khám đúng ở đây là kiểm tra chức năng sinh sản của người đàn ông, đánh giá chất lượng và số lượng tinh trùng như thế nào, sức khỏe toàn trạng có ổn hay không. Thế rồi người phụ nữ cũng thế, kiểm tra tử cung, buồng trứng, rồi các cái vấn đề khác có ổn hay không. Thế rồi phải có một kế hoạch chuẩn bị, dùng các cái thuốc hỗ trợ. Và chúng ta cũng một cái điều quan trọng nữa, chúng ta phải theo được một cái trung tâm, tìm hiểu được cái trung tâm nào đó để chúng ta gửi gắm niềm tin. Chúng ta có thể thực hiện xem trung tâm đó có thể thực hiện được tất cả các kỹ thuật hay không, có nuôi cái lên được phôi ngày 5 hay không. Thế rồi bác sĩ lâm sàng có đồng hành với bạn đó hay không. Đó, bởi vì làm thụ tinh ống nghiệm cũng rất là quan trọng. Cái khâu đó là cái bác sĩ lâm sàng phải cố gắng làm sao trong một cái quá trình điều trị, cái người đấy nếu như tốt nhất có thể theo được một bác sĩ từ đầu đến cuối được thì tốt hơn là hôm nay một người khám, một người này khám, ngày mai một người khác khám. Thì cái sự đồng bộ trong điều trị nó không có, sự đồng điệu nó cũng khó. Đó, thì về mặt các bạn ấy thì chuẩn bị thăm khám đầy đủ toàn diện, có kế hoạch dùng thuốc chuẩn bị từ trước. Thứ hai là gửi gắm niềm tin tại một cái trung tâm mà cái phòng nuôi phôi ổn và có bác sĩ lâm sàng có thể theo được các bạn. Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Duy Phương đã có chia sẻ tất cả những cái chia sẻ thông tin vừa rồi tới quý vị khán giả. Kính thưa quý vị khán giả, hy vọng với những chia sẻ của bác sĩ vừa rồi có thể giúp thêm cho quý vị khán giả có thêm nhiều kinh nghiệm trước khi quyết định nuôi cấy phôi.